Oh yeah, look at that, guys. It's so juicy and tender. It looks so good. Đây mình phải tỏ khnía chà thằng ngày nay nên khi ông mạo đỏ tiền hai cứ mong mà hộp thằng mấy khó sạch chuột bay tròn chà sạch chuột bay tròn nó mà pound cả lá chà nên nhầm miền mà pound cả lá sạch chuột này nhầm bàn clean rồi hai Okay, so pork belly a pound and a half. All chà right. hai bông tía dân trời miền bằng mang crop ở bán đây thì khi ông đã pram crop chà hai tấm trời miền là mà rết tức sự yếu khắp cái thật tức sự yếu khắp á Okay, so. tức yêu cá với nhóm đặt là pria pi là pria bái Okay, that's called the sweet soy sauce. You chà can get any kind here. This one has a blue cap on chà blue it. cap bên rồi apple blue nè Yeah, it also has a blue cap. bỏ That's a blue nó tật special vì kind. tật vì này tật vì riêu anh ấy tật vì Okay, cap because like, all right, it's a little bit thick, chà liquid in there. hay Nice. mà sao sốt ngón Okay. có Sugar. nắng nhảy Ginger. All chà right. There you chà go. kinh xong là bỏ nên khi nhóm nhìn tập bằng tê chà kinh khó khi nhóm thơ sru hay là nghe nghe thằng sru chà chẳng là bọn tại miền ở YouTube bọn nên khi nhóm sru thơ nè em ở miền đây ta vô score tơ cả lâu đọc ấy tê cứ bọc cho chúng vui tổng o hai dương ngô tờ chà tập bằng anh chẳng nhìn chập hàm sạch chụp ở miền sân á sạch chụp bày tròn nếu sạch chụp bày trong những hàm chân nó hàm mấy các bạn đây ná nó ôn ôn nè côn nhóm cho bao nhóm thơ coi mơ à lỡ mặt thơ oi hay nó côn All chà right, so this is pork belly. It's chà about a pound and a half, and the dân hàm tôi các bạn xì xong dương ở chỗ chật á phần nào ấy chỗ chật phần nào ấy phần nào ná Okay, so you can cut it any size you want. Like usually chunks are good, so it all depends on how you like it. Hả, hàn phần phần này hả ná? Chà, ôn để thà chồng thơ vừa kho ấy ná. Hay dùng ai kho chừng mòn các bạn, sạch mòn các bạn, trầy các bạn chà. Hay dùng đặt thà cường nhóm thơ tập bằng năng ai, bọc lì cho kia chẳng. Bà nhóm sưu lô nà, ọt mình dục kho tập bằng lòi tự ai tê chà, chứ anh đôi kia chà. Ok, chẳng à lớn ít khiêm vô bông tự đặt ngào sần. Okay, we're gonna boil the eggs. Chà, tí nó đọc là tí 10 minutes nà, chà. Okay, boil for 10 minutes. Lý nhóm mình tấm nà, tấm. Tâm lạnh phần nát đặt phần nâng thân nát bầm cho chất tâm đặt tạp bì bây cực phương tình em cho chật chà chà như Okay, đã ná mash the garlic. Chà đặt tâm bạch như sru là bọn mình bạch vô ấy là score ấy là cha ta ấy đi mình chạy phơ này sru phơ này Yep, we can just make this simple cooking and I love chà kokar. It tastes mà so bì good. ôn khlác này là sôi chè bánh chắc này trời mơ là bỏ nà sru hãy dừng đặt mà rạch máu. Okay, that's about a spoonful of black pepper. Bỏ chua chất tích đặt tích, bỏ chua chất đặt tràn. Bỏ chua chất tràn đặt ở tràn tờ. Bỏ chua chất tích đặt tích tờ chà. Sru thua nát bọc tầm rích tâm ấy tứ, đặt thực sự yêu khắp ấy tứ, phần năng ngay chà. Ok, lo hỏi hỏi. Hay đặt chôn mà ná, nè đặt chôn màu chà. Sạch chrúc, liên hồi sát, cắt đống đống tứ. Mình chừng món đã chừng ngon mình còn món đã còn ngon mình chừng anh ấy mình chừng chua về nhưng đã chừng chua về Okay, so you could add other meat in it like no ở đây sạch món đã tam sạch ngon okay oh okay so you could cook with whatever type of meat you want anh ấy sạch chua all right now we're doing that sẽ đặt cho món á sweet oyster sauce the soy sauce sorry the one that's a little bit thick you notice it's a little bit thicker than normal oyster sauce hay dùng ngò viết tới nó là ngò du ở thái là 20 minutes nữa nè 25 ấy chẳng từ bị đặt tức tới chặt tức thái máu hơi vậy mình đặt cho những thứ stop by stop ấy mơ chà à lần này nên khi ông ăn bà lạ mà rách tấm nâng tức sự yêu khắp hơi chá chà nâng ấy à lần nên khi ông vô từ đặt nó không chắn nắng dường bạc lớn là ngò viết nè ngò viết ao viết đặt tức chà ok hay complete nè nè bây giờ tính tức yêu khắp rô bò này hả chà bò này mà là o bò dô bò khó bình nâng color khó bình nâng vì tức nâng vì riêu nè khi việc khắp là o ấy chà chà hay bà cho bà ôn cho chất cả loài score các bạn đây tại khi nhóm thơ này vì đã đi tơ bị lươn á chà chứ ngồi đôi khnia chà à lỡ nhí nè khi nhóm đạn nó lươi chạy gàn sẵn ok chà và lớn lên chúng đặt nó không sẵn
lò nát. So you don't need oil or anything in there now, right? Tế, dùng trâu đặt tức nha. Tức, okay. Tức ở bia xám xám á, ở bia chanh màu. Hay dùng mua ở bia phải là 20 minutes. Okay, so basically you just put a little bit of water in there, you don't need oil. Yeah. Tích má. So just try about one cup of water. Chà, lâu chùm ngào bông cho anh hái, chùm vô tự bọ sân á. Nên chạp tức cháu. Chạp tức cháu. Hay muốn lấy dùng trăm tức sân á, tức tức nhẹ chà. Chạm tất cả hai dân vô một cuộn chè. Cua ấy, ấy. À mà chung vô là. Hai dân vô tất cả trăm tất vinh, tất cả anh đại rồi. Bỏ mó chênh mó lọ chà. Chà dân nhịt dân tích tích máu. Nhịt nhịt dân tích tích máu nát. Cảm tất cả chà. Okay, so with cold water. Dân cua chân mó chà. Dân ngào bài đọc được tí ná. Bởi sức mình nứt về lươn phêch mà bị mình phân nâu khăn nông. Vì ở tầm chân khăn nông á, là dân trong nhắm. Dân sẽ ngào, bởi chơi dân trong nhắm lên tên, dân sẽ ngào tập ở mùi nhật tí tứ. Đó, chà, nè thì bỏ ấy vào màu. Ok, bàn hai hà. Lớn đi pram đọc nhật tí hai. Yep, 15 minutes later. Dân ngồi việc đạch tực á, chà, nè đạch á chà. All right, so after 15 minutes in there, now all the flavors mixed all together, coming out. Okay, so a little bit of salt, just at the tip of the spoon there. Okay. One spoonful of chicken powder, one spoonful of sugar. And stir. Yeah, it's nice golden brown. Look at that. But alcohol that time tiết so you add that banana, tuk siêu cap nung. That pong, the pong kim snow my nung. Okay, put the boiled egg in. Hãy bắt đầu xuống nó chờ hay thêm thoi tam nâng tới qua score em sao sụp hoan ấy dừng đặt thêm thoi tam nâng tới á dừng lụa mơ tới chà mà hôm nay thôi ta 15 minutes đấy bây giờ ngồi tiếp hai là vậy ta mà phải được ti tiếp á chà lấy dừng chạm tập sấn tập này 4 cup á. Okay, so 4 cup of water, yeah. Sao cái kia chua chất chùm nô chua chất đấy. Sure, yeah, that's just an average. You guys can average everything out. Yeah. You can adjust everything out if you want. Bắt trong ăn tập tràn vô là mồm, bắt này anh chà, ok, lâu đi, khi ông đập cái một năng sớm, tục một phần là tí tiền. Okay, we're gonna put the lid on it, and we're gonna wait for 20 minutes. Yeah. We'll let it set for 20 minutes. Chà, ở lâu đi, mơ mơ, check mơ sớm. Okay, half an hour later, look at that. Tầm bông tầng cao, 30 nửa tí. Got the meats all tender now. All the flavors are mixing in. Nó đặt nhầy tiết chà, nó nhầy. Okay. We'll add the ginger. Ở việc khắp tí tiết sân, chà. Nhưng chưa chất ở việc stick á. Chẳng còn việc ọt, thì khắp ở việc chạp ấy. Như chứ mối nà chà, chứ ngồi. Mới em xong phụ một tích. Xong phụ một tích. So to get the gamey taste out, the meaty taste, gonna leave it in there for a little bit longer and then we'll add ginger after that. Xong là cái tray là tray bài. Okay. Just adding one spoonful of fish sauce because to make it a little bit saltier. There we go. Mm-hmm. I like it. Smells good. Bờ mình nhâm nhây ạch đặt sật ấy các bạn rồi là bay cho chơi chất á chà và phía trán mình đặt nhây chà. So what is that for? Nhây đặt mùi kho. Yeah, but what is it for? Nó đặt tới về chmui ở về thay tới về chnh nhá. Mhm. Chà. À nó cứ tha tầm niệm tụ lọc mai dương cái tụ đặt nhây á. Mà tật cũng đặt tầm ở. Chà. Ờ tầm niệm tụ lọc mai dương bổng hay nó nhây ta bọn nó ảnh. Chà. Hãy dừng chặt chẽ máu dừng lại mấy chân chân tới nó dừng chặt chẽ.
dân phu vi chụp pi cho các bạn đây chấm mình cho chất na nhà bò bò cho mấy cái nhây bò lông lang chuyên bò tia bò bò cho mùi kho ấy cha kho còn ở việt đi bị ở việt ở việt khẳng tịch một chừng ngàn cha chân ấy phần năng ấy cha lâu nên khi ông đã chừng cho chố nhây okay. Đại ban về đại ban cho mùi ở dùng thì tới vì chúng tôi cho chia cha. All right, time to add the ginger. Yeah. Yeah, đã bị tram chỉ ngồi tới bị cho chiên đi hơi á, nó khinh ngang nhé, ngồi na. Ai tật việc rìu cò mình rìu đây cứ việc sập sập á. Yeah, nó miếng dừng cô tới bị đặt tật là o. Tụi mình chân tới dừng ngồi việc bạc lần tịt tịt tới hơi á cha. Con đang ai? Bông tia sạch chú tôm mà rách chô kia cha chú ngồi dừng ngó về tiếp cha ngó về tinh tờ cha hay tiết việt miền bị thật chảy mà sạch sạch á chú ngắn nà vậy sao ai lắm chú ngắn mình tên. Yeah, this even tastes better the next day because then all the ingredient everything melts together. Mình bỏ bạc thôi tê xuống nà cha tham sạch chú nhưng bạn ơi mơ step by step chân thôi chân tới cực đôi khi chân mà tham sâu của hôm tết đã tức thực sự yêu khắp thêm tiết màu chà như cà hòm hay ngò viên tờ cũng ăn đặc tật ngò viên tinh 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 cứ cà hòm chân anh chà. You know you make it right when it's all golden brown like this. Bài tập của tôi score là cái tê năm đó. Chà lâu kho nhóm kho sạch chú bày chón bông tía nâng nháy hai hai. Time to dish them up. Oh yeah, man, it smells so good. I can't wait to start eating those. Look at the coloring on it. It's all natural. Such a look near some high high. จ้าอึ้งจังนี่ខ្ញុំសូមជម្រាបលាហើយតែសូមកុំភ្លេចជួយ All right, and as usual, if you have not liked or subscribed to our YouTube channel yet, please go ahead and subscribe so that way we can bring more awesome video to you in the near future. Thank you so much for watching. Yeah, have a great day. Bye-bye.